Chúng ta tiếp tục xem phía dưới. Không đọc Đại Thừa thì không hiểu Phật tâm, không hiểu Phật tâm thì không vào được Phật trí. Không vào Phật trí, dù sinh cõi này cũng không gặp được Phật. Kinh điển Đại Thừa quan trọng. Vậy chúng ta nên đọc tụng Đại Thừa không? Nên. Đọc những kinh điển Đại Thừa nào? Một bộ này là đủ rồi, không cần quá nhiều. Một bộ này, nhưng tất cả tinh hoa của kinh Đại Thừa đều hàm chứa ở trong đó. Không cần lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Như vậy là đúng. Kinh không thể không đọc. Bắt đầu đọc thì đọc không được. Không đọc được phải cố gắng. Còn có một phương pháp, nếu như có duyên quý vị nghe giảng. Vì sao lại đọc không được? Đọc mà khô khan vô vị. Tuy là mỗi ngày đọc mà không hiểu nghĩa của nó, cho nên không có pháp hỷ. Nếu như quý vị đọc mà từng chữ từng câu đều hiểu được, như vậy thú vị vô cùng. Khổng Tử có nói: học nhi thời tập chi bất diệt thuyết hộ. Quý vị có thể làm rõ những nghĩa lý trong kinh giáo, thực hành trong đời sống, trong công việc, trong cách đối nhân xử thế. Đó là việc vui sướng biết bao. Thật sự là nó mang đến cho chúng ta hạnh phúc, niềm vui mỹ mãn. Cái này không liên quan gì đến phú quý bần tiện trong xã hội của chúng ta. Bất kỳ người nào học tập đều có thể đạt được. Đây là sự thật. Muốn biết một người bần tiện phú quý, đó là những gì trong đời quá khứ tu được. Nó không phải tánh đức. Quý vị giác ngộ rồi, quý vị hiểu rõ rồi, đây là tánh đức. Tu đức tương ứng với tánh đức thì quý vị mới thật sự rõ ràng. Trước tiên là hiểu rõ chính mình. Quý vị sẽ rất vui vẻ, sẽ rất an ổn. Vì sao vậy? Vì hoàn toàn hiểu rõ triệt để. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã làm những gì? Khởi tâm động niệm là tỉnh, là nhiễm, là thiện, là ác. Chiêu cảm ra quả báo hiện tiền của ngày hôm nay. Quý vị phú quý thì quý vị sẽ nhàn nơi phú quý. Bần tiện quý vị sẽ nhàn nơi bần tiện. Nhàn ở cái này là đem nó xóa bỏ đi. Tôi từ đây về sau tôi phải tu thành quả Phật. Phú quý có thể thành Phật, bần tiện cũng như vậy, cũng có thể thành Phật. Hình như người bần tiện thành Phật còn dễ hơn cả so với người phú quý. Vì sao vậy? Vì phú quý khó buông khó bỏ, không dễ dàng buông xả. Người bần tiện cái gì cũng không có nên dễ dàng buông xả. Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà thị hiện.
Quý vị thấy 3.000 năm trước Ngài đã vì chúng ta mà thị hiện. Ngài xuất thân là vương tử, nếu không xuất gia thì làm quốc vương. Ngài từ bỏ quốc vương, không cần nữa. Xuất gia làm khổ hạnh tăng, trải qua đời sống như vậy. Ngày một bữa nghỉ dưới gốc cây, ba y một bát. Như vậy hay, dễ dàng thành tựu. Ngài mới hiện ra hình dáng như vậy. Thật sự đã buông xả được. Chúng ta học Phật thì điểm này không thể không hiểu rõ tường tận. Vì sao Ngài lại thị hiện như vậy? Thị hiện của Ngài khẳng định có lợi ích đối với chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Người giác ngộ đời sau không còn ở lục đạo luân hồi nữa. Đời sau còn ở lục đạo luân hồi thì quý vị vẫn mê mà không giác. Người thật sự giác ngộ không làm việc khờ dại này. Cần phải trong đời này công đức viên mãn. Lợi ích của Kinh Đại Thừa đối với chúng ta thì quá nhiều. Hiểu rõ chân tướng sự thật.